Những ngày qua, dư luận sôi sục vì drama dài tập giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ. Xoay quanh ồn ào với ông Võ Hoàng Yên, bà chủ Đại Nam lần lượt nhắc tên những nghệ sĩ có liên quan, đặc biệt là Hoài Linh. Không chỉ vậy, nhiều người nổi tiếng cũng bị vợ ông Dũng Lò Vôi gọi tên và công kích, xỉa xói mình. Gần đây nhất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, bà bị Nguyễn Phương Hằng chửi bới, Lưu Hoàng Gia Bảo thậm chí còn được gửi tặng quyển sách giáo dục công dân và đạo đức để dằn mặt. Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần cùng nhiều người khác lần lượt bị mỉa mai trên sóng livestream của vợ ông Dũng Lò Vôi. Trong một lần lên sóng, bà Nguyễn Phương Hằng còn tuyên bố cấm cửa giới nghệ sĩ đến Đại Nam. Giải thích rõ hơn, tối 14 tháng 5, nữ đại gia cho biết mình không có ý chửi bới, gạch mặt toàn bộ nghệ sĩ, mà chỉ đề cập đến những người chống đối liên quan đến vụ việc. Mới đây, dân mạng lại đứng ngồi không yên khi phát hiện ra động thái của Xuân Nghị. Cụ thể trên trang cá nhân, Xuân Nghị lập riêng cho mình trang mang tên chị bé hai, chia sẻ một bài đăng đầy ẩn ý. Trong đó có nhắc đến nhân vật bà Hằng với nhiều từ tục tiểu châm biếm, đại loại như dạo này hay coi báo về bà Hằng mà táo bón, vân vân. Mặc dù không phải đích thân Xuân Nghị lên tiếng, nhưng nhiều người tin rằng anh chàng đang mượn danh cúng cưng của mình để đá xéo bà chủ Đại Nam. Mặc dù không nhắc đến cụ thể tên ai, nhưng rất nhiều người khẳng định Xuân Nghị đang ám chỉ bà Phương Hằng. Hiện tại, Facebook của Xuân Nghị đang bị cộng đồng mạng tấn công vì là nghệ sĩ mà cách ăn nói không hợp lý. Xuân Nghị có biệt danh Mr. Control, sinh năm 1990, là một nam diễn viên hài kịch. Anh cũng tham gia nhiều bộ phim, trong đó gây ấn tượng với phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Tuy nhiên, với phát ngôn này của anh về bà Nguyễn Phương Hằng, chắc chắn nam danh hài sẽ bị mất một lượng người hâm mộ lớn. Như các bạn đã biết, nghệ sĩ vốn được nhiều người theo dõi, nhất cử nhất động đều có sự ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Vậy nên, khi nghệ sĩ có những lời nói, hành động, ứng xử không đúng, không đẹp, lập tức khiến dư luận nổi sóng. Văn hóa ứng xử là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đã được lưu trữ và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy xã hội ngày hôm nay có nhiều sự thay đổi, nhưng văn hóa ứng xử vẫn đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ cộng đồng. Ấy vậy mà hiện nay, có một số nghệ sĩ, người nổi tiếng lại đi ngược lại với văn hóa ứng xử, truyền thống tốt đẹp đó với những phát ngôn thiếu chuẩn mực của họ, đã phần nào làm mất đi giá trị chuẩn mực trong hành xử giao tiếp thường nhật. Văn hóa ứng xử còn thể hiện ở việc giữ gìn hình ảnh, lối sống, đạo đức, nghề nghiệp. Khi Việt Nam hiện nay tồn tại cả văn hóa thần tượng, thì cách hành xử của nghệ sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng trong việc xây dựng lối sống đẹp. Điều này cho thấy, nghệ sĩ khi đã trở thành người của công chúng, thì họ càng cần phải tự ý thức trách nhiệm nhiều hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, chuẩn mực trong lời nói và ứng xử của đồng nghiệp, những người xung quanh. Và qua sự việc của Xuân Nghị, chúng ta càng thêm rút kinh nghiệm. Với những câu phát biểu tục tiểu của Xuân Nghị thì Xuân Nghị nên xem lại câu phát biểu thiếu văn hóa của anh. Quả thật, đã có không ít câu chuyện buồn từ những ứng xử thiếu chuẩn mực, và nghệ sĩ cũng phải chịu trách nhiệm, chịu hậu quả hành xử cho lời nói của mình, gây ảnh hưởng lớn đến lớp đàn anh nghệ sĩ nói chung